Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vũ Anh Channel. Trong video lần trước, mình đã mở hộp và trên tay nhanh hai mẫu sản phẩm bàn phím cơ mới nhất của Razer là Huntsman và Huntsman Online. Đây là hai sản phẩm đầu tiên của Razer được trang bị switch quang học, đó là Auto Mechanical. Và như đã hứa trong video này, mình sẽ đánh giá chi tiết hơn cho các bạn, đó là chiếc bàn phím cơ Razer Huntsman Online, phiên bản cao cấp hơn của Razer Huntsman. Về thiết kế tổng quan của sản phẩm thì mẫu Huntsman Online này được thiết kế theo phong cách vuông vắn và gọn gàng hơn so với lại người đàn anh, đó là Black Widow Chroma V2. Đi kèm bàn phím là một chiếc đệm vê tay khá là êm, giúp cho người dùng không bị mỏi tay khi sử dụng trong một thời gian dài. Chiếc đệm vê tay này được gắn với bàn phím bằng nam châm từ tính, giúp bạn có thể dễ dàng kết nối. Phông chữ được dùng ở nút keycap sản phẩm này khá là đẹp và thanh thoát, độ sắc nét cao và hiển thị nền LED một cách rõ ràng. Cụm phím Multimedia sẽ được đặt ở góc trên bên phải như thường thấy ở các chiếc bàn phím cơ khác trên thị trường. Tuy nhiên thì điểm nhấn của Huntsman Online sẽ là nút tắt bật và tăng giảm âm lượng sẽ được thiết kế theo dạng xoay tròn, rất là mới lạ thay vì là tổ hợp phím là FN cộng phím khá là tẻ nhạt mà chúng ta đã thường thấy. Tuy nhiên nút tăng giảm âm lượng sẽ hơi rít và không được chân chu cho lắm. Các nút play, pause, chuyển bài cũng sẽ được thiết kế theo dạng tròn nổi. Bạn có thể thao tác bằng cách gẩy nút hoặc là bấm nút như bình thường. Các nút tròn này cũng có thể tùy chỉnh với các chức năng khác nhau khi sử dụng phần mềm Razer Synapse 3. Lưu ý một chút là đối với bàn phím Huntsman Online này, bạn bắt buộc phải cập nhật phiên bản Razer Synapse 3 mới có thể điều chỉnh được các tùy chọn của nó. Chúng ta sẽ không thể điều chỉnh nó trên phiên bản là Synapse 2. Huntsman Online sẽ được trang bị chân đỡ phụ gồm hai nấc để giúp người dùng có thể tùy chỉnh độ cao bàn phím theo ý thức của mình. Các phím cao su chống trượt thì ở ngoài bốn góc cố định ra, Razer Huntsman Online sẽ có thêm là hai miếng cao su lớn nữa ở phía chính giữa bàn phím, giúp chống trượt tốt hơn hẳn so với lại phiên bản thông thường. Một tính năng nổi bật nữa về chiếc bàn phím này đó là giải đèn nền ở quanh viền bàn phím và đệm kê tay. Bạn chỉ cần lắp chiếc kê tay này vào bàn phím là hiệu ứng LED sẽ tự đồng bộ với nhau, không cần phải chỉnh sửa gì cả. Tuy nhiên thì ở không gian có nhiều ánh sáng thì gần như mình thấy hiệu ứng LED thể hiện không được nổi bật và hơi mờ nhạt. Chỉ có khi nhìn ngang thì bạn mới có thể thấy rõ được mà thôi. Và vì để thể hiện tính năng này thì Huntsman Online sẽ cần tới là hai cổng USB để có thể cấp điện đầy đủ. Điều này thì đồng nghĩa với việc là hãng đã bỏ đi khả năng sử dụng, đó là cổng USB pass-through được áp dụng trên là Chroma V2. Điều này sẽ là một điểm trừ đối với khá nhiều người sử dụng. Về cảm giác sử dụng phím, loại switch mới Auto Mechanical sẽ có cách thức hoạt động dựa trên ánh sáng hồng ngoại thay vì là điểm tiếp xúc bằng kim loại. Ở dưới mỗi phím sẽ có một chùm tia hồng ngoại và mỗi khi chùm tia này bị gián đoạn bởi hành trình ấn phím thì lúc đó phím bấm sẽ được ghi nhận trên máy tính. Ngoài ra thì hãng Razer cũng quảng cáo rằng độ bền của loại switch này lên đến là 100 triệu lần nhấn thay vì là khoảng 50 hoặc là 60 triệu đối với các loại bàn phím khác. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng clicky của loại switch này nhé. Trải nghiệm thực tế khi sử dụng, Huntsman Online cho cảm giác gõ rất là khá. Chúng ta sẽ có tiếng clicky và tắc tai tương tự như là Cherry MX Blue. Tuy nhiên thì độ nhẹ lại tương đương với lại Cherry MX Red, giúp cho người dùng cảm thấy nhẹ nhàng và đỡ mỏi tay hơn khi sử dụng lâu dài. Khả năng nhận nhiều phím cùng một lúc cũng hoạt động một cách hoàn hảo và không gặp vấn đề gì cả. Mình đã sử dụng trang web keyboardchecker.com để kiểm tra thì nó nhận tối đa là 10 phím cùng một lúc. Qua trải nghiệm các tựa game online như là CSGO, Liên Minh hay PUBG thì gần như không có một điểm gì để phàn nàn đối với chiếc Huntsman Online này. Các cảm giác phím bấm, độ nảy đều rất là tốt. Về các tính năng trên phần mềm Synapse, tương tự như các thiết bị trước đó thì Huntsman Online yêu cầu phải cài đặt phần mềm là Razer Synapse để có thể tinh chỉnh các hiệu ứng màu sắc, tùy chỉnh các nút Multimedia hay là Macro. Hiện tại thì cả hai phiên bản Razer Huntsman này chưa có giá chính thức tại thị trường Việt Nam. Giá bán lẻ ở thị trường nước ngoài là 199 đô cho phiên bản Huntsman Online. Và để so về cảm nhận thì mình thấy Huntsman Online sẽ là một đối thủ cạnh tranh với chiếc bàn phím Corsair K70 RGB MK2 SE mà mới đây mình đã có đánh giá. Bạn đánh giá chiếc bàn phím này là như thế nào? Hãy để lại ý kiến tại phần comment nhé. Đừng quên like và share video nếu thấy bổ ích nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.